À, còn clip nữa, clip này bị ngang nó rộng quá, nó tới 18 mét lần. À, kê lên độ cao nó khoảng 3 tấc. Thì trước mắt thì mình đợi ảnh vô thì mình dọn cỏ nó mình đưa ra bờ sáng nó đi. Bên trong này ảnh sẽ múc một cái con mương để mình đem đất qua bên đây nè. Nữa cái ảnh có cái rào chọt mà người ta đi ngang đó, ảnh trả đất dưới mương đó, dưới con bờ sáng này nè, dưới xẻo đó, đưa qua đây để cho nó đủ đất luôn. Nhưng mà mình nhẹ cái vách này nè, vách này bên trong này mình không có làm lề, mình chỉ múc đại lên này. Cái bữa nó rào chọt đã thải lên rồi, làm lề thì nó mất thời gian, nó phí nữa. Cái clip cuối này nè, mình được cái thì mình kê nó thấp, nó kê độ cao thấp hơn bển, nó chỉ có 3 tấc thôi, nó hơi nhẹ làm. À, cái đó cái thứ nhất, cái thứ hai là mình múc cái con mương đó mình không có sửa lề á, nó cũng lẹ nữa. Rồi bên đây nè, nếu trường hợp nó thiếu đất mình làm cái clip dách trong đề cuối nè, nếu thiếu đất thì mình vớt vô một chút, còn nó đủ đất thì mình múc cái mương nó lên thôi. Anh cho mặt clip bự nè, anh trồng mía mà. Chiều dài của cái clip tới 200 mấy thước. Cỏ này anh chủ nhà ảnh, mình hỏi ảnh nuôi nhiều bò mà quá trời cỏ với anh mà giờ anh bỏ không vậy. Anh nói anh nuôi tới 18 con mà quá trời lỗ em ơi, bán hết 10 con còn 8 con cỏ giờ nó dư. Ở bên ngoài này có cái đất mà lúc trước bờ sáng nó dục lên á, rồi chút nữa mình cào qua đây rồi mình múc cái đường mương ở chỗ này nè, mình đưa đất qua đây. Rồi nữa cái đầu chọt ở dưới nó chọt trả gì ở chỗ đường mương chỗ này, mình xuống dưới ăn sáng thôi. Bụi tre đã có phá không anh? Bụi tre để hả? Để lại ha. Để cái đường mương múc ở chỗ này hay chỗ nào? Rồi trống trải biết phải không? Coi trước đây giờ múc cái từ đó vô đây cỡ 4 mét. 4 mét ha. Là cái chuẩn của anh tới cái chân anh vậy ngập không? Hả? Cái độ cao cái chân anh cỡ đó hay là cao hơn chút? Cái này là nó cao rồi. Cao rồi nè, cái này cao lắm rồi nè. Nó cao nè, mà cào xuống chút nè. Cào xuống chút ha. Cào xuống chút tại vì cái đầu này nó cao sẵn. Nó cao sẵn rồi. Ừ, đeo theo này chết luôn á. Dưới phải nâng lên. Đúng rồi, dưới nâng lên. Thằng này cào xuống chút cho nó đều ha. Sáng phải ra sớm sớm thấy im quá.
làm cách anh thấy im hơn ha. Phải ra sớm rồi, phải chút. Trời ơi, làm em dọn hết tiếng máy luôn. Dạ. Về cao không? Anh thấy hạ không đi? Hạ. Bây giờ vậy nè, giờ mình hạ đi, cái đoạn này mình khỏi múc mương gì hết á. Hợp lý không? Múc mương bỏ đâu vào đánh đất dư nhóc rồi. Cái em tán là từ tưới nào thiếu đất hả múc mương? Được không? Cũng được. Chứ múc chi vậy phí nữa. Tại này quá trời cao mà. Ừ, em còn khỏe em nữa. Vậy đi ha. Vậy hạ xuống chút ha. Ừ, đang tán ra cho nó gì lịch gì xa xa một chút. Này nước ngập nữa không? Này chắc không ngập nhỏ đâu. Không ngập hả? Phải rồi, cao hơn bển nhiều lắm anh ơi. Lại lên coi clip mới sơn thờ kìa. Cao hơn gần cái gan á. Bằng không? Còn cao hơn anh ơi. Nè cái đất cũ nè. Cao hơn nè. Kế hoạch múc mương giờ bị bể kế hoạch rồi ha. Ừ. Làm vậy thấy tại vì buổi sáng mà múc mương mà giờ là cái tính múc mương mà dưới nó thấp rồi múc mương nó cũng có một khúc thiếu khúc đủ mà. Kỳ ha, trồng mía cũng không có được ha. Ừ. Mà giờ thì em dọn rồi em nằm sát con này cái em chòm được nhiêu em thải qua luôn ha. Ừ. Cỡ đó thôi thì coi như mình lấy là hết khả năng đất nhiêu mình lấy, không có lấy sắc mé này. Không lấy cái mé này nó ra cũng phải tùy một thước mấy thì chừa răng thước đi chồm tới ngoài thì được nhiêu lấy đúng không. Rồi trường hợp mà nếu như mà còn thiếu đất bên kia anh nông bên kia thêm thước hay nhiêu đó chịu khó nông rồi chứ phải nông rồi phải nông rồi thì phải nông rồi đó. Nhưng ừ. Mà mình lấy ở bên đây cho nó khá đất cho nhiều cho nó đủ mình đưa vô thôi. Rồi 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 vậy đi vậy cho nó khỏe chứ làm rồi cái lửng cửng biết làm sao luôn á anh ơi. Chưa rồi đấy, chưa chưa, rồi. Sáng ngày lên hai anh em tính tới tính lui hoài, hôm qua tính rồi giờ tính lợi nữa. Thì thôi ảnh mới nói giờ cái lượng đất này nó thiếu cũng không có nhiều. Mà giờ mình chẻ cái đường mương giữa trong đây nữa thì mấy ruộng nó xấu quắc à. Rồi sao trồng, thì anh hỏi mình giờ em có thể nào em bò ra đây em chọt cái đường này thải lên được không? Thì cái phần tiền ngoài này là mình tính riêng, còn bên trong đó mình đo tính riêng. Thì anh nói là giờ mão đại đi đây dưới chọt bao nhiêu tiền đó em nói đi thì mình mới nói ảnh nói giá vậy vậy đó anh ơi chọt vậy đó thì anh thấy sao. Anh nói thôi em nói vậy thôi làm luôn đi em ơi, mà mình phải nói trước ảnh là bây giờ mình chọt lấy hết khả năng là nhiêu nghe, chứ không có ép em mà lấy cho nhiều vô trỏng rồi trỏng anh không có chấn vô là không được nghe. Này chọt nhiều quá mà này cái này nó sâu sẵn rồi chọt cái là nó sạc cái chết luôn á. Ráng đi meo meo ngoài này nè. Chứ tính là dày cũng tiện. Thì mình bò sắt rác ngoài này cái mình dọn cỏ luôn. Còn nằm bên trong đó thấy màu dọn cỏ còn lâu thêm nữa. Chứ cái clip ngoài này nó cũng cao sẵn rồi. Kê lên có 3 tấc à, nó cũng nhẹ làm nữa. Phải kê 4 tấc không dám chơi. Nó không có đất để lấy. Vậy nó có cái phần này có được cái chi phí tiền dầu thêm nó cũng đỡ. Cái việc làm này thì cũng mới tính làm lúc nãy thôi chứ cũng không có suy nghĩ làm nữa. Sông này thì cũng có chỗ sâu chỗ cạn nè, cái chỗ mình đang làm thì nó cạn nè. Clip này thì nó nhẹ làm hơn kia nhiều rồi. Thấy mình lấy đất lên rồi cũng khỏe. Làm như mình thấy mình làm những cái việc nặng rồi nó quen rồi á, cái mình thấy việc nhẹ cái mình thấy nó làm nó thoải mái hơn.
Rồi. Quá mưa, mưa nãy giờ có 3 tiếng rồi. Mưa này chắc mưa dầm rồi. Mấy xe đậu cặp lề có sao không đây, quá trời. Lên xem coi có lỡ đi lỗ nào không. À, con không sao ha. Mưa này thì nó mưa dầm rồi, rỉ rá hoài. Từ hồi 11 giờ tới giờ này 2 giờ rồi. Kệ, lên chạy một chút, bỏ xe xuống đây. Bỏ trển hơi xa quá. Nổi nước luôn rồi. Đậu đây là nãy hồi hộp. Cặp bờ sáng nè. Chắc không sao đâu. Lên này cao chứ bộ. Mà nó nhờ cái cặp cái mé này nó có cái gân bờ sẵn này nè, mình mới khỏe được lượng đất này nè, mình chỉ hút lên mớ thôi. Ok, lên khoảng 4 tấc thôi. 4 tấc luôn. Ok, làm cho ảnh luôn. Hợp đồng này có 3 tấc mình làm 4 tấc luôn. Thực sự ra đứng ở chỗ này lấy đất chứ nó hồi hộp lắm cô chú anh chị ơi. Nó lấy sâu gặp ngay cái bờ sáng mà hồi xưa người ta múc á. Múc làm ở đó này là nguyên cái bờ sáng nè. Rồi anh chủ nhà anh mới ban ra nè. Bờ sáng múc kinh này nè. Anh chủ nhà nói mày bò xí xích ở ngoài cái nó lấy cho nó xa xa đi Khánh. Mình nói anh ơi, nó thiệt anh luôn chứ làm cái này làm ráng làm cho anh vui chứ mạo hiểm lắm anh ơi. Hồi hộp cũng chết luôn, rung á. Chứ bộ anh tưởng chuyện chơi anh, nó xe nặng mà gặp mưa nữa nó mềm dữ lắm anh ơi. Đậu vậy là lấy quý lắm anh ơi. Mà chắc sạc là nó không có sạc đâu. Tại vì cái lúc mà mình lấy gạo đất lên là mình khi mà mình chọt xuống là mình dở lên đây nè, chứ mình không có co vô vậy để mình lấy vô chân. Nó mình lấy ngoài mà còn ở chân bờ nó còn nghi à. Sáng phải anh ra sớm cái đỡ quá trời, mình đâu có dọn nguyên cái đoạn ra đây. Để chôn luôn là im rồi. Mình thì muốn làm đất cho ảnh cho sạch sẽ, nhổ hết chân gốc cỏ lên. Thở thì nó không có cỏ lên. Thì ảnh cũng ra nói trời ơi, dọn vậy thấy cũng hơi phí. Thì mình chắc lên vậy nè, cỏ cũng chết hết rồi. Ảnh cũng tốt ha, ảnh làm ảnh sợ làm lâu nữa. Phải làm mà gặp chú đất nào vậy mình khỏe biết nhiêu nữa. Để làm ăn mà có này có kia ha, có người tốt rồi người chỉ nhiều, người chỉ ít, đó thì lực bù trừ mà. Để mình thấy vậy nó kê cao cho ảnh luôn, cao kê cái đó lên cả 4-5 tấc luôn.